Đó thì phía trước kia là một cái cầu để lên chụp hình đó. Đó cái cầu này nè mấy bạn nè. Lên cái cầu đi, mình thích cái cầu này quá. Rồi thì bây giờ mình sẽ lên cái chỗ này ngắm cảnh nha. Đang quay mà, chụp nữa hả? Đó, đây mình quay cảnh xuống cho bạn xem nè. Đó, thấy đẹp ghê không? Ở dưới á. Ở dưới đừng lên. Cầm cầm cầm. Đó, mình có thể xuống đây mà mình lên mấy cái chỗ đó. Rồi xuống mấy suối mình chơi nha. Còn bạn không thích thì cứ đi qua cầu này. Đâu bên kia bên nam mới lên được mà. Bên kia nó trận sao? Chắc phải lội suối thôi. Không chưa, mình chơi đây luôn. Đây qua luôn, qua đi. Đi từ không em? Rồi, đang đi cầu tre nha các bạn. Giữ, giữ ta. Đi đến giữa ngang, đừng có đi hai bên. Các bạn mình phải đi đến giữa nha. Đi đây không nhớ chụp hình luôn á. Nè đây cảnh này các bạn. Ủa cậu đi ghê quá đi. Mẹ ghê vậy. Đồng kinh thiệt. À, ghê quá, ghê quá. Không có về được đâu, người ta đây biết mà đâu có về được. Ê, không, không, không. Này, chào chút rồi. Thằng chim bên kia là sao mấy cái cầu rửa miền Tây á mà đi dài mà sao nó té lên thế luôn. Thì ra là nó ghê thiệt mà. Đó, cảnh người ta đi á. Đây cảnh cũng đẹp ha. Mấy kia nhìn đẹp hơn. Mấy kia đóng nhìn đẹp. Đó, sau khi qua cầu treo thì nó có một cái tròn ở đây nha các bạn. Chỗ này người ta lấy chụp hình nè. Đây là ngoài cảnh đây. Ok. Cái nào cái nào cầu cái tầng 6 á. Này vô nè. Như ai thì suối thôi. Mấy bà kia đó, đọc chiếm mấy trò ở dưới luôn. Ừ, sao mình đi ngồi nữa ta? Nè, ngồi, ngồi em. Đây là cảnh Kato đi qua cầu nha. Thì cái cầu này đây là rất là nguy hiểm luôn á. Ơi, nhìn nó đi qua nó cà rung mà mình sợ lọt xuống này muốn chết luôn. Ghê quá mấy bạn ơi. Đi nó có đủ nhúng á, nó có cà nhúng, vậy á. Trời ơi, nó lách. Ôi cái anh kia, anh đi qua anh. Trời ơi, 6 người trên cái cầu luôn mẹ ơi. Cái cầu này trọng tải tối đa là chỉ có 2 người thôi. Ô cho em đi qua với anh ơi, ghê quá. Trời ơi, một đám người nó sụp xuống một cái là chết ngát luôn.